nhãn hiệu nước đóng bình nổi tiếng, vị trí top 10 thương hiệu Việt. Và đây là quy trình để tạo ra một sản phẩm thương hiệu. Đóng bình đó hả? Bơm vậy xong rồi đóng nắp lại hả? Nước được bơm thẳng vào các thùng chứa như thế này mà không cần phải qua một bước xử lý nào. Còn đây là cách mà người ta dùng để rửa những chiếc thùng bẩn. Nước không rồi. Hả? Chú. Đâu cái cây đó là. Mình chỉ rửa qua như vậy là bơm nước vào thôi chú. Đó có cái gì nữa. Chú biết sao rồi, chú biết gì đâu rồi, mới lại đây. Chú biết sao rồi vậy. Mà đây lâu đi. Mới vừa đây. Chỉ cần dùng nước tráng qua là sạch, rồi lại tiếp tục được bơm trên nền đất dơ bẩn, không đảm bảo vệ sinh. Với công nghệ như trên, lần lượt những thùng nước như thế này được ra đời. Chú bằng lại. Nền đất dơ bẩn, rác rưởi cùng nước thải đọng đầy sàn nhà, đó là nơi mà người ta tạo ra những sợi hủ tiếu. Ủa sao bún này mình bỏ thẳng lên nhà vậy gì? Hả? Sao mình không bỏ lên cái gì khác mà mình bỏ thẳng lên nhà vậy? À, bỏ vô bao thôi, ví dụ cái này như cái nào xuống đất thì mình bỏ thôi. Dùng cái đất thì đem. À, nãy giờ em thấy chị hốt cái đất bỏ vào bình không á? Bên ngoài cơ sở, có đến hàng trăm líp tre đang phơi hủ tiếu như thế này. Không cần được đem đi đâu xa, chúng được đặt bên cạnh các cống nước đen sì cùng rác thải đã bốc mùi hôi thối, thậm chí vứt ngay trên nền đất.
Bên cạnh những bàn chân trần là những sợi hủ tiếu thành phẩm sau khi cắt nhỏ. Với giá bán 12.000 đồng 1kg, những túi hủ tiếu thành phẩm như thế này sẽ được phân phối đi khắp thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Ủa sao bún này mình bỏ thẳng lên nhà vậy gì? Hả? Sao mình không bỏ lên cái gì khác mà mình bỏ thẳng lên nhà vậy? À, bỏ vô bao ấy, ví dụ cái này như cái nào xuống đất thì mình bỏ thôi. Dùng cái đất này cho em. À, nãy giờ em thấy chị hốt đi đất bỏ vào bình không á? Ngay sau khi phát hiện các sai phạm, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm đã lập biên bản vi phạm.